Em xin chào các bác nhé. Lan ở vườn đã đang lác đác bắt đầu nở, chắc chỉ vài ngày nữa là nở rộ thôi. Đấy. Vườn lan bắt đầu vào mùa, đây mới đúng là mùa xuân. Đấy. Rất nhiều các bạn, còn tất cả nó đang báo nụ hết rồi. Đây, kể cả đến các em sơn thủy tiên cũng đang nụ hết rồi. Đây, nụ rất nhiều đúng không ạ? Có những cảnh nụ phải nói là ghê gớm luôn đấy. Rồi bây giờ em hôm nay này, đây à đây đấy, các bác nhìn thấy những cái dàn lan trên sân thượng nhà em đây cũng đang rực rỡ hết rồi. Đấy. Thì bây giờ em sẽ đây, hôm nay em sẽ quay một số giò để phục vụ bán cho các bác. Đấy, đây là đùi gà này. Đây là vôi này, vôi bắc tím đậm trên này các bác này. Rất đậm đúng không ạ? Đấy, bây giờ em sẽ đi xuống để phục vụ các bác từng giò. Còn vài ngày nữa nở rộ hơn và với các loại đột biến nữa. Rất là đặc sắc, em sẽ quay view mặt hoa để phục vụ các bác. Vợ chồng em sẽ phục vụ các bác những cái giò lan mà đang nụ. Đấy, thôi hôm nay không quay trên dàn nữa. Quay xuống dưới, đổi chỗ. Đây, mình quay từ giò số 1 đi. Cho các bác ngắm cái mặt hoa tí tí đấy. À đây, rồi đây, hạc vĩ đây các bác này. Đấy. Hạc vĩ cũng tím nhỉ? Rất đậm như kiểu thiên cung ấy nhỉ? Đấy. Đây là hạc vĩ các bác nhé. Còn đây là đùi gà đây. Quá đẹp luôn. Mồng to lắm, thơm. Giò đùi gà này hôm trước em quay bán rồi nhưng mà ế. Hôm nay các bác xem hoa. Đấy. Đây, bây giờ bọn em sẽ đi vào từng giò. Hôm nay em quay rất là đa dạng này, kiều này. Ui nhiều loại các bạn. Ui. Quên mất lấy mặt hoa kiều vàng. Rồi, được rồi, tí anh sẽ đưa lên màn hình ảnh ấy. Các bác ơi, hôm nay kiều vàng đây. Đang nụ nhiều lắm ạ. Bọn em đưa giò kiều số 4 đầu tiên lên đấy ạ. 250.000. Nụ toàn thân già nhé. À, riêng kiều thì chỉ ra nụ thân già thôi, nụ đây nhé các bác nhé. Thân to nhỉ. Đây các bác nhé. Thực ra kiều này nó ra rất là rải rác này. Đây nữa này. Đây này các bác nhìn này, nó ni ti này, nó đang sưng này. Chỗ này ba cành. Nên cho nên là các bác chơi, mặc dù đúng kiều nó rất là nhanh tàn nhưng mà nó ra hoa rất là giải rác và sẽ nâu. Thân bé tí cũng có nụ nhé. Đây thân bé cũng nụ nhé. Đây các bác này, nhìn thân già, đây phải nói là thân cụ chứ không phải là thân ông đây. Thân bà nữa. Nụ hết này. Đấy, đều có nụ, nói chung là kiều rất sai nụ. Một giò kiều như này giá 250.000, nó tầm 10 nụ, 10 bông hoa. Đấy là ít nhất nhé các bác nhé. Thì nó còn ra sau đấy. Đấy là ít nhất đấy, bởi vì năm nay kiều em thấy ra hơi sớm. Rồi ok. Đấy, giò số 4, 250.000. Em cứ xách được giò nào lên. Rồi, cứ xách giò đấy nhá. Đấy. Còn nhà em thì đấy các bạn, bọn em quay bán theo giò, theo hình đây. Nên là thực ra mà để chụp lại thì chụp ảnh thì em nói thực sự là nó không thể nào bằng video chân thực như thế này được. Nên là các bác nếu lấy giò ngoài mã số này ra thì em chụp ảnh nữa, chứ còn để trong mã số này thì thực ra quay như thế này. Quá rõ. Chi tiết như thế này, các bác thích thì các bác chụp ảnh lại màn hình. Đấy, đây là giò số 5, 250.000. Đấy. Các bác chụp ảnh lại màn hình. Đây là đùi gà. Các bác nêu vào. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng mà không đúng. Không đúng mã, không đúng hình thì các bác cho quay đầu giúp em. Đấy là, mà nói chung là mua hàng online em khuyên các bác là nên kiểm tra hàng tất. Nhà em cho các bác kiểm tra hàng. Thế cho nên là đôi khi là trên mạng nhiều lúc mà các bác thấy đấy, họ lừa dối rồi họ lợi dụng ở nhà vườn. Khi các bác để số điện thoại địa chỉ lên đó là chỉ cần để số điện thoại thôi là họ đã biết được địa chỉ rồi. Chứ mình chả bị. Thế cho nên là các bác không kiểm tra hàng là các bác khi nhận phải cái này cái nọ rồi. Khi lại tưởng hàng nhà em. Tưởng hàng nhà em. Thế cho nên là các bác lưu ý giúp em. Đây, kiều mã số 19, 300.000. Giò này các bác thật nhanh tay giúp em nhé. Giò này rất đẹp đây, nụ nhiều lắm. Giò này thì đây em quay để dần, phóng dần. Cho các bác nhìn thấy độ to và độ của nó. Còn nụ thì đây, các bác này. Như cành này hai bông này, nói chung em nhìn thấy trên cái giò này rất nhiều cành hai bông đây này các bác này. Đấy. Cành này nó còn tím tím nhá. Nó, đây. Rồi nói chung giò này nhiều nụ lắm. Đây nó thậm chí ra tận cả dưới này. Dưới gốc.
Đây. Đây. Nói chung là nhiều. Đây các bạn này. Đây này, bé nó nữa này. Đọc lại mã số. Đây nữa này, từ từ. Đấy. Nói chung là nhiều lắm đây này. Thế đây, nên cái là... này cũng hai bông này. Đúng rồi. Đấy. Nhiều nụ, nói chung giò này phải 10 14 15 nụ là ít. Mã số 19 300.000. Kiều vàng các bác nhé. Kiều vàng. Cánh trắng, họng mỡ gà nhé các bác nhé. Hay họng vàng cũng được, cũng được. Còn mấy hôm nữa kiều mỡ gà nhé em. Kiều mỡ gà nhà em thuần đã. Xong rồi là bọn em sẽ bán. Năm nay em trồng được rất nhiều kiều mỡ gà, nhưng mà chưa thuần nên em chưa bán. Số 6, 250.000. Cái này thì nụ nhỏ thôi. Cái này thì nụ rất nhỏ đây, đây này các bác này. Bé bé. Đấy. Hôm nay vợ chồng em, đúng hôm nay được ngày cuối tuần vợ em nghỉ, thế cho nên là cũng chuẩn bị được sớm. Đây các bác này. Nụ bé, nụ bé. Nói chung, đấy, mã số 6, 250. Rồi. Bác nào thích nhiều lá thì thực lấy. Thực ra nhà em cũng cứ hầu như đổ đồng giá thôi chứ, nhưng mà các bác ạ, cho nó nhanh thôi. Mã số 7, 250.000. Đây, mình quay nụ li ti. Đây các bác nhìn này, đây như cành này nó 3 nụ rồi. 3 nụ bé này. Đây, cành này. Cành này thì 2 nụ. Đây, lít nhít đây. Nói đây, chung đây, là chỗ này này, nhiều đây lắm. Chỗ tay em này. Rồi rồi, ok, rất nhiều nụ. Thế cho nên là đấy thì bọn em quay cũng không hết được. Với mã số 7, 250. Đây. Bởi rồi. Vì như thế quay như vậy nó sẽ rất là mất thời gian. Đây là giò hoàng thảo thập hoa nhé các bác nhé. Hàng thuần đẹp lắm. Mã số 9, 250.000. Thực ra đây nó cũng có vài cái nụ báo trái mùa, chính thức là báo trái mùa các bạn. Cái đấy phải thân thập hoa hay là thân ấy chứ? Ở đây thân đùi gà. Đùi gà lẫn. Đùi gà lẫn. Còn thập hoa lẫn vài chưa? Nhánh đùi gà trong nó trong cùng một bụi. Đấy, mã số 9 250.000. Cái thập hoa này thì các bác biết rồi. Nụ nở ra như nụ sen mà cánh hoa như cánh sen luôn. Rất là đẹp. Nó là một loài hoa rất là đẹp và tinh tế đấy. Rồi. Hôm nay thì ra báo lên à, ra báo nụ to rồi đây. Đây ra báo đây các bác nhé. Đấy, các bác so sánh với bàn tay cái lá nó đã cây nó đã như nào. Đây mã số 8, 250.000, đang nụ đây các bác nhé. Rễ thì rất là khỏe rồi. Đấy. Ra báo hoa rất thơm. Rồi. Hoa bền thơm lắm. Đây em ra báo này cũng nụ dài này. Xe đón con đi học đấy. Ừ. Mã số 10 ạ, 250.000. Mã số 10 đang nụ hết các bác nhé. Đấy, cái này các bác chơi rễ thôi đã đẹp rồi, rễ lá thôi chứ chưa cần nói chơi hoa. Mà hoa nó vào loại siêu bền. Đây, tiện đà rồi. Ra báo lên luôn giò này. Đấy, mã số 13, 250.000. Đây các bác này. Nhìn như càng cua. Đấy. Thực ra trên các cành cây nó đều có nụ. Đây, nó giấu ở dưới lá. Này. Nó nụ nó ngắn nên là nó trốn ở dưới hết. Rồi. Mã này cũng đẹp này. Mã 13, 250. Đây em lên giò sơn thủy tiên nhé. Sơn thủy tiên ạ. Mã số 14, 250.000. Đây ạ, nụ đây nhé các bác nhé. Đây, nụ đây nhé. Đây. 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 Đấy. Rất nhiều nụ các bạn. Đây. Nó toàn ra, nói chung là sơn thủy tiên này nó ra hết các mắt đây. Cả những thân già thì thôi. Cái củ bé. Thế cho nên là riêng sơn thủy tiên với kiều với đùi gà các bác đừng cắt đi. Cắt đi các bác không chơi hoa đâu. Rồi. Đây. Giò đùi gà này thì em nói thật sự nó rất là đẹp này. Nụ tím và trong này. Đó thì có cái bông này. Thực sự là tốt tím lên cả cuống nên nó chắc em đoán chắc chắn đây là một bông rất là tím đậm. Tím như kèn luôn đấy. Đây này các bác nhìn, đây cũng nụ này. Đây cái bông to này. Như nhau nhưng mà đây cái này nó sẽ cái bông này mặt nhưng hoa sẽ những rất mặt sáng. Này nó sáng, những mặt hoa này nó sẽ rất là sáng và rất là đẹp, rất là tươi. Đấy. Thì đây là mã số 11 đùi gà tròn 250.000. Hoàng thảo ý ngọc đây. Mã số 12, 250.000. Các bác nhìn nụ nhé. Nụ nó xuống đến tận gốc luôn nhé. Đây là một loại rất là sai hoa. Phải nói cực kỳ sai hoa. Ý ngọc này thì nhà em có rất là nhiều giò nhé. Mã số 12, 250.000. Thực ra tất cả các loại lan này thì thực ra em quay số lên để đánh số để các bác biết thôi. Để các bác chọn nữa. Chứ còn lan nhà em thì nó thật đây các bác nhìn. Hai tầng dàn như này. Cho nó nhiều lắm. Có thể là hôm nay em quay một em cái giò. Em cung cấp mấy số lượng có thể nói là số lượng lớn. Một cái giò ý ngọc này còn các bác lấy ngoài cái mã số mà tương tự giò như này em sẽ chọn những giò khác ở trên vườn nhé. Rất nhiều giò. Nói chung là các bác cứ chốt hàng thoải mái. Còn hàng hóa ở nhà em vận chuyển đi em nhắc lại. Chưa bao giờ em bao ship nhé các bác nhé. Giá này là chưa bao gồm phí ship. Mã số 15 đây là nhất điểm hoàng đây.
mọi năm nó ra toàn đúng Tết thôi. Đây, nhưng năm nay đây bông hoa nở cho các anh này ra muộn đây. Hoa thơm ấy. Hoa thơm như mùi hoa bưởi. Ấy. Hoa bưởi, hương hương chanh nó cũng kiểu thế đúng không? Mà hoa đấy, rất là bền. Mã số 15 250 rồi. Đây em ơi, mấy nốt mấy giọt, ba giọt kiểu bên này đi. Kiểu bên này quên. Không là quên đấy. Đây còn thực ra đấy, nhà em phun tưới thì phải dùng máy các bạn. Mã số 3 250.000. Đây. Kiều vàng các bác nhé. Đây là kiều vàng. Nụ thì nhiều lắm các bạn. Thế nên là em không view hết đâu. Đây này, sơ sơ đây hai nụ này. Đây, sơ sơ đây nữa. Đấy. Thế cho nên là nó rất nhiều, nó giấu ở dưới ngách lá rồi trong thân nhiều lắm. Trong giò nhiều rồi. Mã số 3 250. Đây kiều vàng mã số 2 cũng 250. Đây. Đây các bác này. Đây. Ra đấy nó quay nộ, nó nộ ra đây thì quay đây, thôi chứ đây. Còn trong thân thì nhiều, khẳng định đây nó trốn hết trong này. Nó ra rải rác rồi các bác ạ. Các bác ra kiều này các bác chơi hết vụ hoa xong nó lại ra hoa tiếp cơ. Mã số 1 này. Cái này thì giò này lâu lắm. 250.000. Giò này thì em thuần phải nói là chắc phải đến 4 năm rồi nhỉ. Dòng rêu cổ kính lâu lắm rồi. Phải 4 năm rồi các bạn. Đây, nụ nó còn bé tí tiệm thôi. Nụ thì giò này rất bé này. Đây này các bác này. Rất bé luôn, thế nên nhiều nụ nha các bác nhá, không ít nụ đâu. Nụ nó còn bé. Còn năm nay hoa lan thì em thấy được mùa nụ, mùa hoa rất sai. Các loại chứ không riêng gì một loại rồi. Đấy, giò này 250.000. Đấy. Rồi. Mã giả báo này đẹp này, nhìn cái nụ đã. Giả báo mã số 16 ạ, 250. Đấy. Rồi. Mã số 16, 250. Đây là một em kiều vàng ghép gỗ ngứa này. Mã số 17 kiều vàng 250. Đây, nụ bé thôi. Nụ bé thì nó xung đây, nhiều lắm đây các bạn. Nụ rất bé thôi. Đây. Đây các bác này. Đấy. Đây, nói chung là nó nhiều lắm. Cành này. Đây này. Ở cái chỗ này vừa lá vừa nụ này, đẹp chưa? Đây, nó trốn hết ở dưới này, lúc nó bé này thì chịu đấy. Đây này. Đấy. Cứ nật lá nên là thấy nụ thôi mà. Rồi. Lên em cao. Mã số 18. Đây là dáng hương đuôi cáo nha các bác nhé. Cáo Bắc, cáo này Châu đây đấy. Mã số 18, 250.000. Hoa chắc chắn là đậm. Riêng em khẳng định cáo Lai Châu đây đậm hơn cáo khu vực mạn Đông Bắc, khu vực mạn Cao Bằng, cáo Tây Bắc này. Đây. Đây tiếp tục ra báo. Đây các bác nhìn cái lá này. Các bác nhìn cái thân lá nó xếp này. Đây. Nó tròn đây. Nó tròn. Hoa đều bền. Nụ hết nha các bác nhé. Còn hoa bộ rễ thì các bác không phải no gì. Đây, anh ơi, ở dưới gốc lại vẫn có cái nụ. Đấy nên là đây mã số 20, 250.000. Giò dớn này cũng dễ vận chuyển đấy các bác. Thực ra bọn em trồng như này các bác về rất dễ trưng bày. Các bác có thể mua cái chậu nhựa gỗ, chậu nhựa giả gỗ hay hoặc chậu gỗ về các bác đặt vào cái là các bác tháo cái móc ra, các bác móc lại vào thì ấy là đẹp ngay. Đây, kiểu vàng tiếp nhé các bác nhé. Nụ nhiều lắm đây. Nụ đang sưng nhiều lắm luôn. Nói chung là nhiều nụ lắm. Đây này. Đây này các bác nhìn kể cả từ đầu ngọn của nó cũng nụ này. Thế cho nên là những cái giò kiều em bán cho các bác hôm nay nó không dưới 10 nụ đâu, có những giò nó nhiều hơn nhiều. Mã số 21, 250.000. Mới có nụ có như đầu hạt gạo. Rồi ok. Em nhắc lại nhé, giá trên em bán là chưa bao gồm phí ship và cho em cho các bác kiểm tra hàng trước khi nhận, em ship code nhé. Mã số 22, 250. Các bác cứ kiểm tra hàng hóa không đảm bảo, gãy dập. Em xin nhận lại hàng mà không đúng hình, em xin nhận lại hàng. Đấy. Đây này, dưới ngách lá này. Thế thôi, chứ còn thực ra là để cho thoải mái. Còn bọn em thì cũng... Đây, bản lá to các bác nhé. Cũng cầm đằng chuôi, chứ không phải cầm đằng lưỡi. Bán hàng thì bọn em cứ quan điểm rõ ràng như vậy. Nên các bác lưu ý giúp em. Còn không có nửa nọc gì ở đây các bạn. Mã số 22, 250. Gia báo hay cẩm báo đấy. Thực ra miền Bắc hay gọi là gia báo, nhưng miền Nam các bác gọi là cẩm báo. Mã số 23, kiều vàng. Kiều vàng này, kiều vàng này trong miền Nam gọi là thủy tiên. Thủy tiên cam. Đúng rồi, thủy tiên cam. Mã số 23, 250.000. Nụ rất nhiều nhé các bác nhé. Nụ siêu này, nhiều. Các bác lại tưởng vào này không có nụ. Thôi đây, kể cả đây. Cứ vạch cái nên là có nụ thôi mà. Đây, vạch đây. Rồi, ok. Rất nhiều nụ. Em cáo này.
táo trên còn chậu nhựa. Các bạn, lan nhà em không thiếu, em chỉ chọn giò đẹp để bán cho các bác thôi chứ không lấy giò ất ơ để bán đâu. Em nói thật đấy. Mã số 24, 250.000. Đầy cáo, bây giờ như giò này 250.000 các bác biết bao nhiêu ngọn. Thực ra em được xử đếm rồi, 2, 4, 6, 8 ngọn. Nếu tính cả ngọn bé thì nữa là thành 9 ngọn. Thực ra là đấy, các bác thấy bán như thế này có rất là rẻ chưa? Năm nay các bác chơi hoa thoải mái luôn nhé. Cáo này nó chưa báo nụ, nó báo chậm hơn chồn với cả chồn mới báo khoảng 1 tháng. Chậm hơn các loại khác. Đúng rồi. Mã số 25, đuôi cáo. À đây, ra báo, ra báo. 250.000 này đây, các bác này. Nụ đây. Nụ thì nó nụ ở đây. Dưới này. Đây, nó thực ra nụ nó vẫn đang ra đây. Mà. Thế cho nên là đấy, các bác chơi hoa cứ thoải mái. Ra đi. Báo này trồng chậu nhựa này. Mã 25 này. Ra báo 250.000. Thằng cáo này là bị nắng nhiều đây này. Rồi. Có khi nhanh nhanh chút em ơi. Xem lá. Mã số 26. Nói chung là đuôi cáo này càng ăn nắng nhiều thì lá nó sẽ càng càng đỏ đậm lên. Đây các bác này. Đây, anh nói đuôi cáo này. Mã số 26, 250.000. Đây, lá xếp này. Rồi. Kim Điệp Xuân hôm nay nụ to rồi nhá. Trời, lấy giò này cho các bác xem mặt hoa trước. Đây, đây các bác xem mặt hoa trước Kim Điệp Xuân đây. Đấy, các bác nhìn thấy những nụ chi chít. Nụ đang lên mầm rất nhiều đúng không? Kim Điệp Xuân là hàng ghép ổn định đấy nhá. Rồi, mã số 29, 200.000. 200.000 một giò. Đấy, cái này em mới ghép từ trước Tết khoảng độ vài tháng thôi chứ chưa ghép chưa thuần được đâu. Nó ổn định thôi. Đây mã số 28, 200.000 Kim Điệp Xuân, nụ thì đây. Các bác thấy. Trên vườn còn nhiều giò như này các bác nhá. Nói chung loại gì bọn em cũng còn nhiều. Ui. Nên là lan nhà em nó thật sự bán cả năm cũng không hết được. Kim Điệp Xuân. Mã số 27, 200.000, cái này ghép trên gỗ các bác này. Em để ngửa lên nó nhiều nụ tí. Đấy, nụ rất nhiều đúng không các bác? Siêu nhiều luôn. Rồi. Mã số 30, 200.000 Kim Điệp Xuân. Rồi ok. Cách dân. Đây 1 tháng này các bác nhìn nó như củi khô thôi. Nhìn thằng ra báo này. Mã số 31, 250.000 ra báo này. Cây này to nhỉ? Đây. Cây giữa to thế. Rồi ok. Đẹp thật. Cây này to đẹp. Đây. Em đứng xa xa. Nên là ra báo những cái chậu bé này em thật, em chỉ cần sang năm em nồng ở chậu gỗ thôi này. Em bán giá lên gấp đôi đấy. Mã số 32, 350.000. Cái này bảng dớn nhá. Em ghép trên bảng dớn gọi là mảnh, dớn mảnh. Đấy. Các bác về rất dễ dàng mà đặt vào chậu. Đây nụ ở trong nhỏ này. Thế cho nên là rất nụ dễ đây. Luôn để cái các này bác này được chưa? Nhìn rõ rồi chưa? Ok. Để rất dễ để các bác xử lý cho nó cực đẹp luôn. Đen dâu xuân. Đây. Đây em đen dâu xuân mà em đây là một loại mà em rất là thích này các bác này. Sống khỏe, sai hoa, đẹp, hoa bền. Mã số 33, 250.000. Vườn em còn nhiều nhé các bác nhé. Đây, cái giò ra báo đây. Nhìn nụ nó kia. Giò ra báo này, đúng quá rồi. Đẹp. Mã số 34, 600.000 nhé các bác nhé. Một tí, quay xa rồi, như này là đủ rồi. Đây, quay gần nụ đi. Nụ thì nhiều lắm. Đây này. Rồi, ok rồi. Có cảnh nó còn 2-3 nụ cơ. À đây, đến hải dâu xanh. Hải dâu xanh hoa cũng 2 tháng luôn nhé các bác nhé. Hoa bền. Đây giò này được 2 vòi hoa đây các bác này. Hoa bền và đẹp. Cái này trồng được tầm 5. Đúng rồi. Mã số 36, 250.000. Rồi. 2 nụ đây, hoa bền lắm. Hải dâu xanh. Giò này cũng 2 tiếp nụ. Tục hải dâu xanh này các bác này. Đấy. Mã số 35, 250.000. Đây, ra đằng này. Đây nhá, cây này. Rồi. Nhạc vĩ đây các bác ngắm hoa nhạc vĩ rồi bây giờ giống giò này. Nhạc vĩ thì nụ. Em lúc nãy em quay hoa kia các bác nhìn lại một chút đấy, cái mảnh hoa đấy. Đây, nụ đây nhá. Mã số. Nụ rất nhiều. Còn những cái này nụ nó còn siêu nhiều luôn. Nhỏ lắm. Nụ mã số 37, 250.000 rồi. Đây quay đứng dịch ra chỗ này. Chưa. Mã số 38. Thôi. 250.000. Hạc vĩ. Đấy, nụ nha các bác nhé. Nói chung là nó lẫn với cái màu thân cây đâm ra là nó các bác sẽ rất khó nhìn các bác khi các bác nghĩ là ít nụ nhưng thực ra nó rất là nhiều.
mã số 39 hoàng thảo vôi Bắc đấy, đang nụ ấy nhá. Đấy, còn lâu lác đác gọi là nở vài bông thôi. Đấy. Mầm lên này. Đang mùa mầm đây, các bác vụ mầm này, các bác mua nọ duy xanh các bác phun vào cho em thì nụ ra mầm ra thì kinh khủng. Đấy, có giò hạc vĩ này rất cây rất là dài. Đấy, đứng chạm đất này kìa, nên đấy. Giò này em bán giá là 200.000 mã số 40. Các bác nhá. Này chắc phải hơn mét. Hơn mét đấy. Rồi rồi. Đây, kiểu vàng giò này. Kinh khủng. Thân tím. Đây các bác này, nhìn giò kiểu vàng này. Thực sự là đúng giò này đẹp thật. Toàn nụ là nụ. Nụ đây các bác nhá. Nguyên ba cái này đã 5 nụ này. Đây. Đúng không? 5 nụ. Đúng là đây. Này. Đây. Giờ nó nhiều lắm đây này. Nói chung giò này phải gần 20 bông hoa tôi kiều đấy các bạn. Hơn chục bông. Không, gần 20 bông. Đây, nó ở tất cả dưới này, kể cả đến dưới gốc này đây, từ đây, thân già này. Eo ơi. Đây các bác này. Đấy các bác nhìn. Đấy nói chung là chưa hết được đâu. Nhiều đây mã số 41. Cái giò này 300.000. Thuần lâu lắm rồi đây này. 300.000 nha các bác nhá. Toàn ra hoa và thân già đấy các bác nhá. Rồi. Minh chứng của kiều vàng. Đây, Sơn Thủy Tiên nguyên bản đang nụ hết rồi. Mã số 42 200. Rồi em ơi. Đẹp nhỉ. Ừ. Cho lên rất xinh. Đây, vẫn là Sơn Thủy Tiên này. Ủa, cũng toàn hàng nguyên bản đây. Thực sự đây toàn hàng nguyên bản đấy. Nguyên bản tức là cái gì? Đây người dân chặt cả cục gỗ đẽo nguyên mảnh gỗ như mang này về bán mang về đi. Bán đây. Thực ra để mà làm được cái việc này chắc là cũng để chặt được cái cục này chắc phải mất nửa ngày đấy các bạn. Mã số 44 250. Đang nụ hết rồi nha các bác nhé. Hoa thơm như mật ong luôn. Rồi. Đây. Hoa nan nhà em năm nay rất là nhiều và rất là sai cục hoa. Cục thì là cục ghép, cục mã bản. Số 45 Sơn Thủy Tiên 250. Nên hàng ghép không phải hàng nguyên bản. Đấy, rồi. Hoàng thảo tam bảo sắc này các bác. Hoàng thảo ơi. Tam bảo sắc. Một thời đình đám về làm dược liệu. Nhà em buôn có những lúc giá nó lên đến 1,5 triệu 1 kg. Mã số 43 250. Đây, thân hoa này nhiều lắm. Đấy, em vẫn chia sẻ lại các bác này. Thực ra gia đình nào có trẻ nhỏ mà bị rôm sẩy hay mụn nhọt nước, các bác chỉ cần cắt một cọng này ra thôi, thái mỏng ra xong đun nước tắm. Đây, dễ đây. Nói thật với các bác vài bữa khỏi ngay. Kể cả bị nhiệt này, lấy một cọng này ra đun nước uống. Đọc mã rồi đúng không? Đúng rồi. Đây, ra quay nốt thì không lấy nhé. Ừ. Đấy, kể cả ngoài ý ngọc này cũng thế này, dược liệu cực kỳ cao. Các bác cứ như thế mà làm cho em. Ý ngọc. Mã số 46, ý ngọc, hoàng thảo ý ngọc. Ý ngọc ghép gỗ nhé. 250. Hàng ghép ổn định các bác ơi. Nụ đây. Nụ thì cái này chưa sưng lắm. Ừ. Đây, như cái này nó sưng hơn. Đúng rồi. Toàn thân đen đen. Chậm. Đấy, những thân đen này là, là thân nụ hết nhé các bác nhé. Đây các bác. Rồi. Ghép ổn định thôi chứ chưa thuần. Đây, giò này quả. Mã số 47 250 cũng ý ngọc. Đấy các bác nhìn như hai giò này đúng là những thân đen nó là thân nụ hết. Cái bột của quả này cũng là có tác dụng cầm máu được các bác nhé. Bột của quả lan. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ có như ngày xưa nông dân lấy đâu. Nói chung là như đây này các bác này. Cứ bóc cái quả này ra mà rắc bên trong vào bột trắng. Rắc vào vết thương đảm bảo các bác cầm máu ngay. Đấy, này các bác nhìn này. Đấy. Rắc vào cầm máu cực tốt. Rắc vào vườn thì nó có lên cây rồi. Thì trên các giò nan nhà mình nó cứ ra hạt hết này, mã số 48 250. Hoàng thảo vôi Bắc nhá các bác nhá. Đây nụ này, bây giờ nó mới đang sưng cái giò ở này cái lớp màng ra đây này. Cắt hết thân già rồi các bạn. Rồi, ok. Nào, hương vào mi. Úi giời. Từ từ cái giò này xa ra thì mới được. Tùm. Đây các bác nhá. Dài hơn cả người luôn rồi các bạn. Hoàng thảo hương vani. Đấy. Mùi như bánh đậu xanh, mùi vani đấy. Hoa này tầm hè mới ra các bác nhá. Mã số 49 250. Quá nhiều. Rồi rồi. Mầm quá nhiều kỳ này. Kỳ này về các bác có ra ăn vài giò nữa cũng được. Đây. Hạc. Tiếp tục hạc vĩ bác ạ. Mã số 50 250. Đây, nụ nhiều lắm. Nụ đây các bác này. Nụ nhỏ. Nhỏ quá. Cành hoa đây. Màu cành hoa này cái thân nó bị gập màu nụ nó cứ nẫn với màu thân ra nhìn các bác cứ tưởng ít rồi
u nồi, u nồi thuần các bác ơi. Có mấy giỏ u nồi thuần để chia đây, sẻ có các bác. Hai giỏ u nồi thuần. Đẹp đấy. Mầm đây. Mã 51 250. Mầm này. Vẫn đang nụ nữa đây, các bác nhé. Đây. Rồi. Đấy. Hoa bền to. Thuần rồi, thuần dớn, thuần chậu dớn. Mã số 52 u nồi thuần 250. Đây, quay mầm cho các bác nhìn. Rồi. Thân hoa rồi, đây. Rồi. Rồi ok rồi, ok. Kèn. Đây có một giò hoàng thảo kèn. Vẫn đang nụ và hoa. Hoa này mới hé buổi trưa này đấy, lúc lấy đây xuống mới hé nó. Mã số 54 600. Nhanh nhỉ, mới sáng mới ấy một tí mà bây giờ nó đã bốc như này. Mà. Mã số 53 hoàng thảo hương vani. Ghép chậu dớn cái này. Đấy, 250. Rồi, đấy, bọn em quay cũng chi tiết lắm rồi nên các bác đừng bắt bọn em chụp hình những cái mã mà bọn em quay nữa. Em nó sẽ rất là mất thời gian. Nếu lấy mã ngoài em chụp ngay. Cục này. Đây, riêng cục sơn thủy tiên này nó cực đẹp luôn này các bác này. Em phải quay xa một tí để các bác nhìn so sánh. Em nhớ cao lên tí đi. Đấy. Được chưa? Đây nha các bác nhá. Để các bác tưởng tượng ra kích thước của giò nụ giò thì ghép gỗ lũa. Ghép ở trên gỗ lũa thì siêu bền nhá các bác nhá. Nụ thì siêu nhiều các bác. Đây này. Này. Các bác nhìn đây, nhá. Hai nụ này. Đây nhá. Nói chung nụ thì quá nhiều, em không đếm. Quá nhiều luôn. Đây. Em không đếm được đâu. Cái này là không số, Sơn Thủy Tiên không số. Giò Sơn Thủy Tiên không số này em bán với giá là 800.000 nhá các bác nhá. 800.000, nó độ thuần thì các bác nhìn đây. Quá nâu rồi. Cái này bác nào miền Bắc thì nên lấy, miền Nam thì nó sẽ miền mất, Nam nó mất sẽ tiền cước mất đấy. Tiền cước nhiều hơn. Đúng rồi. Nhưng mà chơi cái cục này thì rất là chất. Chơi cái đấy đáng tiền. Đấy. Đó là toàn bộ hoa nam nhà em ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 20 tháng 3. Đấy. Thì là nhà em bán với phục vụ các bác hơn 50 giò nam như vậy thôi. Gọi là cơ bản như vậy. Thì còn là nhà em sẽ cố gắng thường xuyên lên video hơn bởi vì do công việc đấy, các bác nhìn này, vườn như này nó thế thôi, tưới thôi đã mất nửa ngày rồi, em nói thật. Đây là riêng trên vườn chưa nói ở nhà, rồi các dòng đặc chủng đột biến các kiểu lên, cho nên nhà em không lên video thường xuyên được, công việc thì nó còn nhiều việc lắm. Nhiều khi các bác nhắn tin là chưa trả lời nên là hay, hoặc là nhiều việc các bác nhắn tin chưa trả lời được nên là các bác cũng đừng trách móc bọn em đấy, em mong các bác thông cảm và hiểu cho thế, chứ bán hàng chả kêu xa gì đâu. Đấy, đấy đó là toàn bộ nan hôm nay. Đấy, hôm nay bọn em sẽ xin chào các bác. Các bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký cho em và cho em xin một like để video tăng cái độ tương tác giữa em và các bác lên nhiều hơn. Em xin chào các bác.